Quý vị, chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình Tin sáng ngày 7 tháng 6. Tôi là Minh Vi và xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm tìm kiếm, tôn vinh những sáng kiến góp phần tạo dựng môi trường sống, sinh hoạt, học tập của cộng đồng dân cư thành phố Hồ Chí Minh ngày một tốt đẹp hơn, tạp chí Khám phá phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở đã phát động cuộc thi sáng kiến cộng đồng năm 2017. Theo ban tổ chức, mỗi cá nhân, tổ chức có những sáng kiến, sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư thành phố Hồ Chí Minh đều có thể tham dự cuộc thi. Ngoài ra, những sáng kiến, sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải trong cuộc thi và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sẽ được chọn giới thiệu tới chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Speak Up 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh với mức hỗ trợ tối đa lên đến 2 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có rất nhiều cuộc thi giải đấu dành cho các bạn trẻ thanh niên, các nhà sáng chế, nhưng vẫn chưa có cuộc thi nào dành cho cộng đồng với ý nghĩa phát triển xã hội tích cực hơn. Vì vậy, ban tổ chức hy vọng qua cuộc thi sẽ phát hiện tìm kiếm những sáng kiến hữu ích. Trong quá trình phát hiện hoặc là làm các tư liệu về các cái sáng kiến này thì vẫn có thể có những gì thì sở vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ thêm. Ví dụ như tạo các điều kiện để có thể là cho các cái nhóm có thể là làm các sáng kiến để thu thập tư liệu hoặc quay phim hoặc là phối hợp với địa phương. Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân, tổ chức tham gia theo hai hạng mục, đó là những sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư thành phố Hồ Chí Minh và giải thưởng cho các cơ quan báo chí, truyền thông có đóng góp tích cực nhất trong việc tuyên truyền phong trào sáng kiến cộng đồng. Thời hạn nhận bài thi bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 2017 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2017. Những sáng kiến đạt giải sẽ được công bố trong tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị, thành phố thông minh Smart City và Internet kết nối vạn vật Internet of Things sẽ là hai điểm nhấn nổi bật tại triển lãm quốc tế về sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam ICTCOM 2017 và triển lãm quốc tế về phát thanh truyền hình Broadcast Việt Nam 2017 khai mạc vào ngày 7 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo công bố sự kiện, ban tổ chức cho biết triển lãm quốc tế về sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam ICTCOM 2017 và triển lãm phát thanh truyền hình Broadcast Việt Nam 2017 sẽ có quy mô lớn hơn năm đầu tổ chức. Triển lãm thu hút hơn 350 gian hàng của 250 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thương hiệu hàng đầu VNPT Technology, Mobifone, FPT, VTC, TP-Link, Opticon, King Max Semiconductor. Triển lãm giới thiệu các sản phẩm dịch vụ như công nghệ phát sóng, vệ tinh truyền hình kỹ thuật số, HD, phát thanh, giải pháp phần mềm, tương tác truyền thông, công nghệ 4G, Big Data, các giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ điện tử, các công nghệ và sản phẩm Internet of Things. Điểm nhấn của sự kiện lần này còn có các hội thảo chuyên đề thảo luận sâu hơn về giải pháp cho thành phố thông minh, các ứng dụng trên nền tảng Internet kết nối vạn vật IoT. Ứng dụng công nghệ thông tin cho thành phố thông minh, rồi ứng dụng vạn vật kết nối cho các cái lĩnh vực quản lý ngành, ví dụ như giao thông, nông nghiệp, môi trường, giáo dục đào tạo và quản lý xã hội, hành chính công, chính phủ điện tử. Đấy là những lĩnh vực rất là mới mà những người dân đều quan tâm về chính phủ cũng như là các cái chuyên gia, các cái bộ ngành hoạch định chiến lược để ứng dụng vào Việt Nam, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển. Đại diện ban tổ chức cũng cho biết triển lãm không chỉ là sân chơi công nghệ của các doanh nghiệp lớn mà còn có sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp startup trong lĩnh vực công nghệ. Ban tổ chức cũng tổ chức hội thảo kết nối các doanh nghiệp startup công nghệ với các quỹ đầu tư như quỹ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, quỹ doanh nghiệp khởi nghiệp v.v. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành xi măng tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng không đầu tư mới các cơ sở sản xuất xi măng, đồng thời có lộ trình di dời các cơ sở xi măng hiện hữu ra khỏi thành phố. Theo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang có 8 doanh nghiệp sản xuất xi măng với 9 nhà máy sản xuất, trong đó 3 nhà máy ở ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp và 6 nhà máy nằm trong khu công nghiệp. Một số nhà máy sản xuất xi măng tại thành phố từng phát tán bụi, gây ô nhiễm môi trường và được chính quyền thành phố liệt vào danh sách doanh nghiệp gây ô nhiễm diện phải di dời. Do vậy, thành phố đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng không đầu tư mới các cơ sở sản xuất xi măng, bao gồm nhà máy sản xuất clinker và trạm nghiền trên địa bàn thành phố. Đối với các cơ sở sản xuất xi măng hiện hữu, cần di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng ra khỏi thành phố
theo lộ trình phù hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ cho phép đặt các trạm tiếp nhận, phân phối xi măng đạt yêu cầu vệ sinh môi trường trong các khu công nghiệp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã từng yêu cầu công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 chấm dứt hoạt động của trạm nghiền xi măng Thủ Đức và có phương án di dời trạm này đến nơi khác. Vâng, thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ ngày 17 tháng 6, 23 tỉnh thành còn lại trong cả nước sẽ bắt đầu được chuyển sang mã vùng điện thoại cố định mới. Đây là đợt chuyển đổi mã vùng số điện thoại cố định giai đoạn 3, cũng là giai đoạn cuối cùng được thực hiện theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, chuyển đổi mã vùng giai đoạn 3 của 23 tỉnh, thành phố là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh và Đồng Tháp. Riêng 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang giữ nguyên do có một số mã vùng cũ và mới trùng nhau. Thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng là 0 giờ 0 phút ngày 17 tháng 6 2017 và hoàn thành lúc 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 7 2017. Sau đó, từ ngày 17 tháng 7 2017, mã vùng điện thoại mới sẽ được dùng thay thế hoàn toàn cho mã vùng cũ. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Tiếp tục nỗ lực giải cứu thịt heo hỗ trợ người chăn nuôi, một số doanh nghiệp kinh doanh thịt heo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giảm giá mạnh thịt heo sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để kích thích tiêu dùng. Chiến dịch giải cứu thịt heo diễn ra hơn một tháng qua, nhưng nhiều nơi người tiêu dùng vẫn thắc mắc chỉ mua được thịt giá rẻ tại các điểm bán giải cứu hoặc tại chợ, còn giá thịt heo tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị không giảm hoặc chỉ giảm nhẹ. Giải thích điều này, một số doanh nghiệp cho biết do giá thu mua heo theo các tiêu chuẩn an toàn không giảm nhiều như giá thị trường nên giá bán không thể giảm sâu. Tuy nhiên mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ An Hạ, đơn vị cung cấp thịt heo Việt Gáp trong chương trình dự án LiftShop đã đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho thịt heo Việt Gáp tại các điểm bán của doanh nghiệp với mức giá từ 30 đến 70 ngàn đồng một ký tùy loại. Để thực hiện điều này, đại diện An Hạ cho biết công ty chấp nhận giảm lợi nhuận xuống chỉ còn 100 ngàn đồng một con heo để thúc đẩy lượng tiêu thụ, lấy số lượng làm lời. Cụ thể, sau 3 ngày giảm giá, hơn 9 tấn thịt heo Việt Gáp đã được tiêu thụ tại các cơ sở của An Hạ. Sau An Hạ, công ty Vietsun cũng đã tung ra chương trình giảm giá sốt thịt heo Việt Gáp từ 30 đến 42% đối với các mặt hàng thịt heo Việt Gáp loại 1 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2017 tại toàn bộ điểm bán thịt tươi sống trên kênh siêu thị của công ty. Theo đó, giá thịt heo đùi của Vietsun sẽ giảm từ 77.500 đồng một ký xuống còn 50.000 đồng một ký, thịt heo vai 45.000 đồng một ký, nạc đùi vai heo còn 60.000 đồng một ký, cút lết 45.000 đồng một ký. Đại diện Vietsun cho biết nguồn heo này được mua từ các trang trại nuôi có chứng nhận Việt Gáp đã được chứng nhận, kiểm tra, kiểm soát bởi các đơn vị chức năng. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Công Thương, hiện tại ở Việt Nam có tổng số 170 thương hiệu nhượng quyền tại Việt Nam. Với thị trường mở cửa cùng với xu hướng chuộng hàng ngoại của người Việt, ngày càng có nhiều thương hiệu nước ngoài từ nhiều lĩnh vực khác ồ ạt thực hiện nhượng quyền vào Việt Nam. Vậy, việc nhượng quyền ồ ạt như thế này có thể dẫn tới việc mất cân bằng giữa thương hiệu nội địa với thương hiệu quốc tế nhượng quyền hay không? Đồng thời, vấn đề nhượng quyền của thương hiệu quốc tế vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài sẽ gặp những khó khăn gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với bà Lê Thị Phụng, Tổng lãnh sự danh dự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về điều này. Chào bà. Bà cho tôi hỏi là làm thế nào mà thị trường Việt Nam có thể cân bằng được các thương hiệu giữa thương hiệu nước ngoài và thương hiệu của Việt Nam hiện tại, bởi hiện tại thì đã có rất là nhiều thương hiệu quốc tế đang nhượng quyền vào Việt Nam, gồm có Mỹ, Nhật, Hàn, và hiện tại đã có cả Philippines cũng đang muốn, các nước ở châu Á cũng đang muốn nhượng quyền vào Việt Nam rất là nhiều. Thì làm thế nào mà thương hiệu Việt Nam, nội địa Việt Nam có thể cạnh tranh nổi với những thương hiệu như này? Theo tôi thì thương hiệu nước ngoài hay thương hiệu Việt Nam nó phụ thuộc vào thứ nhất là chất lượng, thứ hai nữa là cái nhu cầu của người sử dụng. Cái hàng của anh liệu đã bắt gặp được cái nhu cầu chưa, hay anh chỉ có cung mà anh không có cầu. Thế và khi mà sản xuất, tôi đã có mặt ở trên rất là nhiều nước trên thế giới rồi, và tôi biết là khi mà sản xuất hàng hóa ấy, thì người ta thấy được là người ta nhìn vào cái nhu cầu của người sử dụng, chứ người ta không nhìn vào cái mong muốn của người bán. Đấy, ví dụ như là anh bán ly cà phê chẳng hạn, thì anh chỉ đưa cho người ta có một cái ly thủy tinh, người ta không mang đi được, ví dụ. Hay là cái ly của anh nó, xin lỗi là trông nó không được bắt mắt, không sạch.
Thế nhưng mà với bên kia ấy, thì khi mà ta đưa cho anh ly cà phê là anh cà phê anh có thể là đi một cách dễ dàng. Đối với lại quần áo cũng thế. Quần áo thì Việt Nam là một trong những nước rất mạnh về may mặc. Thế bây giờ thì làm thế nào nếu như đưa các thương hiệu nước ngoài vào mà hàng vận Việt Nam vẫn cạnh tranh được? Đó là do có chất lượng của vật liệu. Thứ hai nữa là hình thức về may mặc. Như tôi nghĩ là nước ngoài mà vào đây ấy, không thể đánh nổi áo dài của Sĩ Hoàng, không thể đánh nổi áo dài vải tơ tầm của cái gì Thái nhỉ? Đấy. Thế ví dụ như thế, thì như vậy là Việt Nam cũng có rất là thế mạnh, có nhiều thế mạnh của Mỹ. Và nguồn nhiên liệu của mình, nước mình là nước nông nghiệp, cho nên nguồn nhiên liệu của mình, những nguyên liệu của mình cung cấp cho các cái món ăn thực phẩm, tôi đảm bảo là vẫn có thể là đánh mạnh hơn các cái nước ngoài vào. Mà bạn biết là bây giờ cái tỷ lệ tiểu đường rất cao, cho nên nước mang ngoài mang bánh ngọt vào thì tôi sợ là không cạnh tranh được với Việt Nam, chứ đừng sợ Việt Nam không cạnh tranh được với họ. Vậy hiện tại thì đã có nhiều thương hiệu của Việt Nam nhượng quyền ra thế giới hay chưa? Hay là chỉ đơn giản là chỉ có một chiều là từ nước ngoài vào Việt Nam mà chưa có? Cái xu hướng của Việt Nam cũng muốn được mang ra các nước, ra nước ngoài. Cái này thì Bộ Thương mại cũng rất là khuyến khích các cái doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ tôi vừa rồi ở Philippines tôi họp ấy, thì cũng có một số các cái, ví dụ như miền liền của Việt Nam chẳng hạn, cũng rất muốn franchise sang Philippines. Thế rồi ví dụ nước mắm của Việt Nam, nước mắm Phú Quốc cũng mang sang bên đó. Thì điều ý chứng tỏ là giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Philippines đang trở nên là rất phát triển. Và hai bên họ tìm được cái mà họ cần và bên kia tìm được cái mà họ muốn cung cấp. Trong cái xu thế mà franchise đang rất là phát triển thì luật pháp Việt Nam có chính sách nào để hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh đối với các thương hiệu nước ngoài? Và đồng thời cũng hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài có thể dễ dàng nhượng quyền vào Việt Nam hơn. Như tôi đã nói trong thảo luận, ấy, thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài khi mà làm nhượng quyền thương mại với nhau, làm franchise về business, điều quan trọng đó là franchise agreement. Cho nên là trong cái thỏa thuận, ấy, người Việt Nam phải hết sức là tỉnh táo, cảnh giác và đồng thời nữa là thỏa mãn cái mà mình mong muốn. Và một cái lời khuyên là không phải vì là cho đoàn luật sư của tôi, nhưng một lời khuyên là người Việt Nam, các cái business của Việt Nam khi đi nên có người nước ngoài, nên có các cái luật sư đi cùng. Có một câu của ông Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư trước đây, ông có nói với tôi khi tôi đi với đoàn Mỹ vào làm ấy, thì ông nói là một người thương nhân của Mỹ sang làm việc phải có 9 luật sư đi cùng. Cho nên là Việt Nam cũng nên sử dụng luật sư để an toàn cho cái kinh doanh của mình. Vậy hiện tại thị trường Việt Nam thì đã tức là cái franchise từ nước nào chiếm cái thành phần nhiều nhất, chiếm thị phần nhiều nhất ở trên thị trường Việt Nam? Từ Mỹ, từ Nhật hay là từ Hàn ạ? Cái này tôi chưa có tổng kết về cái này, nhưng mà gần như là các nước như Mỹ này, thậm chí Anh này và Hàn Quốc là một trong những cái nước có rất nhiều ở đây, mặc dù là mặt hàng của về thực phẩm ấy, Đài Loan cũng rất muốn mang vào rất nhiều, nhưng mà chắc là họ chưa có phát triển cho nên họ chưa mang vào Việt Nam nhiều. Hàn Quốc là một trong những nước vào đây rất đông. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với những thông tin nổi bật trên thế giới. Khủng hoảng ngoại giao tại các nước vùng vịnh,